Hello, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trời ơi, nhìn em giống con gấu Bắc Cực không mọi người? Chụp cái áo này nè. À, trời lạnh mà dịnh dịnh lại vậy nè. Ở đây hình như có cái nút gài, gài lại vậy nè. Đó là nó ấm vô cùng luôn. À, hiện tại ở ngoài trời là 49 độ mọi người. Thì đối với mọi người ở bên đây thì ở thì khá là mát và ấm thôi chứ không tới nỗi lạnh lắm. Nhưng mà đối với em là quéo còn không vậy? Sức khỏe em yếu lắm. Nhất là đâu có chịu lạnh nổi. Sống ở Việt Nam nóng người quen quen rồi, qua đây lạnh chịu nổi. Thì hôm nay em sẽ đi vào chợ mua một ít đồ để làm. Hôm nay sẽ nấu cơm tấm. Thiếu một chút xíu, thiếu một miếng dưa leo với một ít đồ vậy đó. Và với phần hôm nay nữa mình sẽ là cái ngày mùng 10. Mùng 10 là cái ngày vía ông thần tài. Thì hôm nay mình có thỉnh một ông thần tài về, cho nên mình sẽ mua một ít đồ về để mình cúng với ông thần tài nha. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi vào chợ với mình nha. Đó, mình khẩu trang lên cái nè. Mọi người thấy em điệu không? Trời ơi, khẩu trang mà cũng phải xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng như vậy mới chịu nha. Nè, em mua là đủ kiểu luôn, đủ màu luôn nè quý vị. Đó, đó, trời đất ơi, cái con bé nó ngựa rồi hả, là nó mua kêu bao nhiêu? Chồng em gọi là cải lương á. À, không cải lương là không chịu á mọi người. Ok, bây giờ đi vô nè, vô chợ đi, đi. À, để coi hôm nay chợ bán gì nha. À, mọi người ơi, cái chợ Freshwater này nè, nó gần nhà chứ với phần á, nó hay bán đồ châu Á nhiều quá, mình mua nó dễ. Còn đi mấy cái chợ kia nó không có bán đồ châu Á, mình phải đi 2-3 cái chợ hơi mệt. Bây giờ mình sẽ lấy xe nha. Lấy cái xe. Đi cà phê vô. Sáng mà có ly cà phê, không có ly cà phê là không có sống nổi qua ngày đâu nha quý vị. Đó. Rồi. Go. Rồi, đi vô. Ê, cái ly cà phê. Ly cà phê nó ngã. Rồi, cái ly cà phê cũng xích beo nha quý vị. Để thôi nó ngã cái ly cà phê. Hôm nay thùng xoài 12 đồng, 13 đồng thùng. Có nhiều khi đó, nó bán 9 đồng, 10 đồng thùng. Bữa nay nó lên 13 đồng rồi. Không biết mốt nó còn xuống giá không trời. Còn xoài này nè, xoài này cũng ngon lắm nè quý vị. Xoài này xoài Việt Nam nè. Xoài này là 17 đồng thùng. Xoài này người Việt mình mê lắm nè. Trong chợ Việt của mình bán đắt lắm. Có nhiều là mua hết nhiều luôn. Hôm nay hạt giống rồi nè. Có hạt giống rồi nè. Bí ngòi đồ. Rồi hành ngò đồ. Để mình xem coi có gì hấp dẫn không. Nè, có củ cà rốt nè. Củ cà rốt nè quý vị. Cà rốt này không biết củ sao ta. Để năm nay là mua thử cái củ cà rốt về trồng nha quý vị nha. Bây giờ mình thử mua củ cà rốt về mình trồng trong cái thùng thử rồi nè. Em mua này đi. Rồi cái gì nữa, bí ngò thì mua cây đi, mua cây nó good hơn. Ô, ngò đó nè, đúng rồi, mua ngò đó, mua ngò về trồng, ngò về trồng để ăn. Rồi còn gì nữa, cái này hoa không, cái này củ dền. Rồi hết rồi. Thôi có hai loại này là mình có nhu cầu thôi. Rồi đi, hôm nay không thấy băng bông nè, hôm nay không có bông luôn á ha. Wow, xoài non nó bán 3.49 đồng một phao. Ui, cái xoài này bào ra ha, ngâm muối, ngâm gì, ngâm đường, trời ơi xuất sắc luôn nha, đừng có giỡn nha. Đi vòng qua đây nè. Ý mà bữa nay nó bán 4 đồng một phao là rẻ đó nghe quý vị. Bữa trước nó bán 5-6 đồng không á, 6 đồng không á. Ồ, nên mua không trời. Bữa nay mà bào làm gỏi xoài cũng hết sảy con 1.7 nghe quý vị. À, cha cha, trời ơi, cái sâu. Hôm nay đồ ăn ngon quá vậy nè. Ý trời ơi, táo nè. Ê, táo mà có chữ nữa nè. Ủa mà nó bán kiểu gì vậy? Qua Tết rồi nó mới nhập này về bán là sao trời? Cái gì hả? Nè, táo có chữ nè. Ủa cái này chân Tết là hết sảy luôn. Mà hôm bữa đi chợ không thấy.
À, có thể là hôm bữa nó bán rồi mà hôm nay còn lại. Đúng rồi, chỉ có thể là như thế thôi. Bông nè, bên đây bông bông. Wow, Valentine năm nay có hoa. Ý, hoa cúc nè, để xem hoa cúc này tươi không nha, cũng quéo hết trơn. Hoa cúc là 6 đồng bó nè, 6 đồng một bó hoa cúc, 2 bó 10 đồng. Hoa tulip nè, đẹp quá. Hoa tulip 10 đồng bó. Còn mấy này là chậu, có bông, bắn có bông nữa nè. So cute. Có hình con gấu trong này nè, cứng quá. Trời, dễ thương quá. 10 đồng. Cái này thì 8 đồng. Thôi, mua hoa cúc đi, về cúng mình tài thổ địa nè. Hôm nay cái đã tính tiếp. Thiệt luôn, mình không phải khen chứ, hoa cúc mình đến nó tàn tạ nhung nhang má ơi. Có 4 cây à, 4 cây mà được có nhiêu bông đây nè. Trời trời, mô Phật à. Còn bó này tới 12 đồng, 12 đồng bó. Đây, hoa hồng, hoa hồng này chắc 12 đồng bó hay sao ạ. Đây nè, hoa đồng tiền nè, hoa đồng tiền. Cái này có bộ tươi nè. Được á, bông này cũng ok nè. Hoa cúc ra nữa nè. Wow, hoa cúc mới nè. Cái hoa này, hoa cúc to nè. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Ý, có hoa cúc mới. Hay. Thôi, không lấy hoa cúc mới đâu. Cái bó này, bó này nhiêu ta? Bó này, bó này có bộ đẹp à? Lấy bó này đi. Nhưng mà bó này hoa không có tươi. Rồi, tôi cuối cùng quyết định lấy bó này nha. Chắc mười mấy đồng vậy đó. Kệ đi, bó này là chia ra được bốn năm cái bàn thờ rồi, ba cái bàn thờ rồi. Go nè, xuống dưới này mua đu đủ, về làm gỏi đu đủ đãi cho mấy chế trên tiệm ăn. Đây, đu đủ nhà bị mềm rồi, mua trái đu đủ nào cho nó ngon ngon. Ê, trái này ngon à, cứng à, mẹ ăn xỉu luôn á. Đây, Twista, trái này ok rồi. Bây giờ ghé mua một miếng thịt quay cúng mừng tài. Đúng rồi, để quên, mình phải vô đây mua liền để hồi cái mình quay cái mình lại quên, chỉ nhớ hơi kém cho nên nó họ phải mua liền. Úi giời ơi, đông thế, quá trời đông. Thôi đi chợ vòng đi. Thấy đông quá, đi chợ vòng đi, tính tiếp vòng vào đây. Thấy cái là hết chen vô nổi rồi. Thấy chưa, bắp nè quý vị, bắp 99 cent trái. Úi giời ơi, te tua nó tơi tả. Bên kia là giá, giá hành, hành ngò. Hôm nay ăn cơm tắm thì không cần xài ngò, chỉ là xài hành thôi. Mua một miếng dưa leo, mua một miếng dưa leo, kiếm dưa leo mua canh. Coi hôm nay có rau răm không, tại vì rau răm á thì mình ăn với đây. Rau răm nè, 4 đồng. Hôm nay rau thơm nhìn nhiều quá ha. Lựa mấy cái bụi dài dài để lấy cái rễ trồng. Mùa này á, mấy cái rau răm này á, nó bỏ, nó trồng trong nhà kính á, cho nên nhiều khi
cái rau nó cũng không có già nữa, nó non xèo à. Đây cái này ok nè, rồi lấy một củi thôi đâu. Rồi đây da salad. Ôi hoa bông đi điện à, bông gì gì bông đi điện hả à, bông gì quên rồi ta. Xào thịt bò nè. Ôi giời ơi, tự nhiên quên ngang, lãng nhách. Rồi tiếp tục, dưa leo, đây dưa leo ở đây à, trái thù lù nè, trái thù lù của chà bá hả, chín chín xem một phao dưa leo. Mua cây này đi, nó bán nè 1 đồng 29 một trái, thì trái dài cũng sẽ là 1 đồng 29, mà trái ngắn như thế này thì cũng 1 đồng 29 đó. Muốn mua gì đâu mua, ok em chơi một trái dài luôn, dài cỡ này nè ăn mới đã. Rồi tiếp tục qua bên đây coi bơ kìa, bơ 1 đồng 79 một trái hả má ơi, kinh mắt mắt khủng khiếp. Thôi không ăn, bữa trước 90 mấy sen một trái rồi hả, còn che mắt còn không mua nữa, bữa nay tới 1 đồng mấy một trái, quá trời quá xáo quá xa. Rồi tiếp tục, cái này là đậu nè quý vị, cái hộp đậu nè, là mình ăn cái hộp chứ mình không có ăn cái trái nha. Cái hộp này ăn bùi bùi béo béo, đậu Hà Lan á nè quý vị thấy không, đậu phộng nữa nè, đậu phộng mẹ chồng mình mê lắm nè. Ờ cái loại đậu này cũng ngon lắm nè, đậu này dẹp dẹp bự bự à, đây cho các bạn coi. Nhưng mà nè ăn cái hộp này bùi bùi nấu chè cũng ngon lắm đó, cái gì thấy à nè, to ha chà bá luôn, ăn đã bùi bùi. U wow, hôm nay nó chất cái này nhìn đẹp đó nè. Chất để cho đừng hư salad á. À, cải cẳng vịt này đi, mua bó về nấu canh. Nấu canh ăn. Ok, mới gặp một cái chị khán giả. Chị nói em làm YouTube đúng không? Xong rồi cái nó dạ dạ đúng rồi chị. Cái bên nó ở ngoài nhìn nhỏ con, ở trong hình nhìn bự. Nhìn bự mà mập. À, con này là gì mồng tơi, này già quá vậy ta, thấy không, mồng tơi nhìn già kinh khủng luôn, có đọt lan nữa nè, đọt lan, rau dền, thì là tỏi, thôi không cần cái này, đi qua đây qua kiếm cái khác. Hay bắp cải tím này bữa mình mua còn, bắp cải tím này á nấu nó hay có vị nhẫn nhẫn, ăn chán. Chắc mua trái bầu, gì nấu canh nha. Nhà mình ăn trái bầu nhỏ nhỏ này, nhỏ gì được. Có đây. Lấy vịt bỏ vô. Ồ, mướp hương nè quý vị. Bên đây nó bán mướp hương 1 đồng 99 một phao. Mướp hương là nấu canh là hết sảy nha. Đây mình lấy hai trái đi, lấy hai trái về nấu mướp hương nấu canh đó, xuất sắc chưa, hai trái chắc không đủ à, thôi ba trái đi ha. Rồi coi còn trái nào ngon ngon nữa không, đây đó, tuyệt vời ông mặt trời đó, 3 trái. Rồi tiếp tục. Ô có cà tím à, tự nhiên nhìn cả tím cái thèm ăn bún mắm quá vậy. cà này cà ăn giặt. Ô cái cà này ha, cắt ra xào, một là xào, hai là nướng nguyên trái, chấm mỡ hành, chát mỡ hành lên, xuất sắc. À, mướp Việt Nam mình nè, mà mướp Việt Nam mình mắc lắm nha, đâu rồi, 2 đồng 99 là gần 3 đồng.
cà pháo nè, cà pháo ăn nhất mình mà cố luôn, cho nên hả năm thở 10 thì mình mới ăn lần. Thôi kiếm cái xa. Ê bơ nè, bơ 2 đồng mấy một trái nè, mình khoái ăn cái bơ bự nè. Bơ kia thì nó bùi béo nhưng mà bơ này mình thích ăn cái hương của nó hơn. Đây đậu bắp nè, đậu bắp 4 đồng 49 một phao. Cái này đậu bắp này cũng 4 đồng 49 một phao. Đậu que đi xuống đây kìa, ớt nè, em mua mớ ớt à, lựa hốt đại mấy cái ớt à. Ở Việt Nam mình á bán ớt là bán vậy nè, cái đầu cột chùm ha, cột chùm. Bạn giờ hay quý vị mình coi trên mấy cái chương trình nữa, mấy người keyboard đó họ sẽ bẻ cái này bỏ nè, bẻ cái cuốn này bỏ nè, chỉ lấy cái thân này thôi. Trời ơi, không lẽ giờ tôi làm video tôi làm gì cho nó lạ hả chứ, siêu keyboard đi chợ hái lặt cuốn bỏ, lặt cuốn bỏ để bớt cái phao, tại vì cái cuốn cái gì nó cũng nhiều lắm nha. Đó lựa thêm mớ ớt về ăn, mà hôm nay ớt tươi quá trời luôn, trời nhìn ngon khố luôn. Thôi ớt thôi, nhiều đây thôi, nhiều đây được. Ớt chuông, ớt này là ớt này ớt ngọt nè quý vị, 2 đồng mấy nè, ớt ngọt 2 đồng mấy một bịch. Mua ớt này vậy ăn ngon, ăn giống như ăn rau vậy đó. Còn ớt này thì có vị hăng hăng, ớt này thì không có. Các bạn thấy nó giống nhau ha, màu đẹp ha, xào lên nhìn đẹp. Để xem còn gì nữa không. À đúng rồi, hôm nay mình phải mua nước cốt dừa để lát về mình nấu chè, nấu chè chè chuối. Mình hứa với chồng mình rồi, nấu chè chuối đây nè. Mía nè, láng cây nè, mía hổn, rồi mía nè. Nó bán đốt này 1 đồng 29. Cái này thì nó già nè, cỡ này ngon, cỡ này ok. Hồi đó nhà ông ngoại mình có trồng mía á, cho nên mình cũng biết nè, đốt này là xuất sắc nha quý vị. Mía mà đốt như vậy là hết sảy nha. Mía mà nhặt mía như vậy là ăn không có ngon lắm đâu. Nếu như mía mà trúng mùa á, là khi các bạn trồng á mà nó được cái đốt như thế này là good rồi. Là giống như cây này nè. Nè. À. Hết sảy chưa? Cây này là xuất sắc luôn ha. Cái này nó bán hình như cây 3 đồng. Cây 3 đồng. À. Cái cây này ngon nè, cây này đốt dài nè. Đốt dài ha, quý vị thấy không? Khúc luôn. Cái cây này. Thôi, bỏ vô đi, nó dài quá. Có dao đâu chặt trời. Mua miếng hành tím về để ướp được ăn. Mình thích ướp hành tím mà chồng mình thì ổng hay chê. Mua một bịch thôi. Bữa nay nó bán nhiêu đây? Bán đồng 99 cũng được, không có lên giá. Thôi làm 2 bịch luôn. Ok. Rồi đi xuống đây xem. Mua nước cốt dừa, thịt quay, ống hút, cái gì nữa nha. Hôm bữa nói mua gì quên tiêu, ghi giấy xong mà quên đem theo mới ghê chứ. Ai, bắp nè, có bắp nếp nữa nè. Nếu muốn mua bắp thì đây bắp có luôn. Nó bán một bịch như vậy là mấy đồng, 3 đồng mấy bịch bắp nếp, chuẩn nếp Việt Nam mình luôn. Bắp rồi còn gì nữa, thiếu gì không? Nem. Trời ơi, vô tới đây lạnh hát xì quý vị ơi. Chả chiên, bò viên, lừa, hộp dưa. Ba nó kêu mua bánh phở, đúng rồi, mua bánh phở để dành, để
có nhiều lúc nó hết bánh phở rồi. Để kiếm mua không có. Ôi, làm cái bịch bự này luôn đi, luôn một bịch luôn đó. Tha hồ mà ăn ha. Hai cho con nhà đậu phở. Ừ, sữa nữa chứ, sữa để mua sữa cho ảnh nữa. Sữa nắp đỏ đi. Ý, sao nhìn ghê vậy, sao nó có một cái lớp mạng đây trời. Nè quý vị nhìn thấy không, nè hai cái nè, một trong một đục mà. Ý, ghê quá. Ồ, mấy cái này phải coi kỹ nha quý vị nha, nhiều khi mua về cái là nó đã hư sẵn rồi. Rồi qua đây, dịch 20 mấy đồng một con, hôm nay dịch mắc vậy ta, 4 đồng mấy không sao, 2 mấy đồng con, 25 đồng, từ 20 đồng trở lên không ta, mắc quá, có lúc nó bán có 10 mấy đồng mà, trời vô đây lạnh cái sổ mũi cái gì á, ai xuống dưới này, quẹo qua đây mua sữa, quẹo qua đây mua sữa nha. Ê, cam á, mình thích uống nó nhiều khi cái mình uống hả, mình uống hết cái bình luôn, cái chanh dây nó cũng ngon, mình muốn chanh dây gì uống, cái chanh dây này uống thơm thơm. Đây cho nó, bữa nay nó bán bình nhiêu, 2 đồng mấy bình gì, trái cây ép mà, bên đây nó thiệt mấy trái cây ép là uống nó bổ sung trái cây, cho nên đó lý do tại sao nó nhiều người ở bên đây da họ đẹp á, da họ đẹp là do là uống nước trái cây nhiều quá, ăn nữa. Để xem cái bình này, ô cái bình này là ok nè, mẫu ngoài kia hồi nãy nó có hai đường luôn, một trắng một đen luôn. Để xem cái hạn sử dụng của nó coi, đây nè, hạn sử dụng của nó là ngày 16 tây tháng 2, hôm nay là 10 tây rồi, 6 ngày nữa. Rồi anh cũng uống, anh cũng khoái cái milk này nè, milk chocolate này nè, hay là lấy cái milk chocolate này cho anh nè, cái milk chocolate này là 15 tây, ô gần quá, gần quá luôn á. Ok, xong phần sữa ha, giờ mình vòng lên trên kiếm cái quầy bán ống hút với gia vị, đi lên trên này đi. Thật sự mình vô cái chợ này không bao giờ mình mua đồ ăn giống quầy này luôn á, đồ này ở khu này là khu của xì nè, hạt nè, rau câu rồi nè, đủ kiểu. Ô, cái nó có nguyên liệu để làm kem nữa nè, cây á, bỏ vô để làm kem nữa, ghê, mới phát hiện, ghê. Đủ đồ chơi hết quý vị ha. Ok, giờ đi tới nè, để coi, dầm xuống đây. Qua đây mua mì gói kìa. Bên đây có mì gói không? Mì hảo hảo nè, đó, mì hảo hảo, mì lẩu Thái, hủ tiếu khô này bữa mình ăn rồi, dở không ngon. Có hủ tiếu gói này là ngon nè, của Vi Phong ngon nè. Để xem, mì, có bên đây kìa, cà phê cà pháo rồi, bún. Chắc phải mua thêm bún. 7 đồng mấy bịch. Bữa nay bún được 7 đồng mấy bịch. Mua thêm bịch đi, 2 bịch đi. Đúng này, bún. Bún này ăn à. Xem. Đây là mì miếng. Ý, bún này có 5 đồng nè. Ô vậy thấy bún này 5 đồng đi. Bún này bữa nay lên giá rồi. Bỏ lại. À, này 5 đồng mấy bịch. Mình mua 2 bịch.
hai bịch rồi mình mua có xa có 11 đồng à, còn kia là 15 đồng, hai bịch 15 đồng thì mình mua gì là mình dư được bịch. Ok, chờ ba bịch luôn đó. Ok, hỏi gì nữa, hỏi gì nữa không? Mì gói, tteokbokki nè, tteokbokki gói nè, có đủ kiểu luôn, cay không cay rồi. Cái này mì tương đen hả, châm dâm coi coi. Cái này hộp thường nó mắc lắm quý vị. Okay, xem. Sorry. Trên này mì thùng mì gói không à. Thôi đi qua mua nước cốt dừa. Đây nước cốt dừa nè quý vị. Nước cốt dừa. Cái này thì 1 đồng 29, này 2 đồng mấy. 1 cái loại màu đen này nè, loại màu đen này ngon. 2 đồng mấy. Mua một cái thôi. Rồi. Nước dừa lon nè. Lúc trước mình hay uống nước dừa lon không mát. Rồi, để xem còn gì thiếu gì không. Hũ nước cốt. Bún mắm nè. Bún mắm nè, cũng có cục viên nè. Bún ốc, rau thái. Rau thái này cũng được nè. Bảy mấy sen. Tôm kho tàu, phở. Phá lấu nè. Rồi kho tiêu, ra ru. Bún bầu quế. Bún riêu nè. Vịt kho gừng. Rồi vịt tiêm. Rồi hết. Phá lấu. Bún mắm, bún ốc. Rau thái. Hết rồi. Thôi, mua hai cục này đi, về nấu ăn. Đi chợ nhiều khi cái không thấy thiếu gì hết trơn, tới cùng lát coi hỏi hả, mua nhóc hết trơn, thiếu tùm lum nhà cửa. Này nước cốt dừa là 1 đồng 29 sen. Để đi qua đây, trời ơi giờ nó mở nhạc rồi má ơi, nhạc lớn quá. Đi qua ngoài này thử coi có ống hút không nha. Không có là thua rồi đó. To go nè, nó bán to go nè, 10 đồng một cây nè. Lấy hũ to go đi. Đây, cuối cùng cũng đã kiếm được ống hút 1 đồng một bịch. Để mua mấy cái bình nước này cho anh uống, anh thích lắm. Có dinosaur nè. Nè. Có dinosaur nè. Mê lắm. Đem về mà có dinosaur là chịu liền. Dạ liền đó, màu xanh màu đỏ nè. Con xanh con đỏ. Đó. Có nhiều con lắm luôn nè, thấy không? Dịch nữa. Ố con dinosaur này nữa nè. Ý. Ố dè. Rồi, lấy dinosaur đó đi. Con này có gì đây? Nè. Ghê ghê, ba con luôn. Còn dinosaur nào nữa không? Này cũng là dinosaur nè. Ha ha, dinosaur có quả trứng nè. Đó, thấy chưa? Nó có đủ kiểu để dụ trong nít hết chứ quý vị. Thấy không? Rồi hết rồi. Hết dinosaur rồi. Ok, được 4 bình. À, 4 bình. Mọi người ơi, mua trà đá giờ quên một món rất là quan trọng, đó là trái cây. Giờ quẹo không mua trái cây cái nữa. Úi giời ơi, đi rồi quân rồi quay nãy giờ không có nhớ gì hết trơn. Trái cây thì phải dòng bên đây. Đó. Cam bưởi quýt xoài gì đây nè. Bây giờ lựa cái gì nè cho nó đẹp đẹp coi. Hôm nay trái cây cũng không có nhiều, chỉ có táo rồi. Duy nhất món.
táo gì, uống táo thôi. Đi đào đi hả, mo nè, đào 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 không đào. Ê, đào này đi cho nó đẹp. Ê, ha, ha. 2 đồng 99 phải không? Đào lông, đào lông này đẹp, thơm nữa, đào này thơm, mua đào này đi, cúng nhìn cho nó đẹp nha quý vị nha. Đó, lựa trái nào cho nó xinh xinh nè. Đó, giống đầu tiên chưa, xuất sắc chưa, một em. Đó, lựa nâng niu, đó, 2 em. Đó, rồi để xem em nào nữa không, đây 3 em. Đó, cái mâm trái cây của mình nó cũng nhỏ thôi, không cần nhiều, mua hết rồi. Đó, 4 em, 4 em là để vòng vòng, để em trên một trên nữa, 4 em, 5, lựa cho nó đẹp đẹp. Ok, 5 em, good. Hai quý vị, bây giờ em đã về tới nhà nè mọi người. Thì nãy giờ do cái điện thoại nó hết pin á, thì mình phải sạc pin, cho nên bây giờ mới có thể quay cho mọi người xem nè. Đây, thì mình có chuẩn bị một bó bông, mình chia ra 3 nhánh, 3 bình nhỏ như thế này. Thì mình không có mua trái cây nhiều, tại vì ăn trái cây quá trời, ăn hết nổi rồi. Bây giờ cúng ông táo là trái đu đủ ha. Rồi cái này làm bữa nãy mình có thấy quýt ngon quá, mình có mua cục quýt nè. Giờ mình luộc sẵn mình để như vậy nè, để mai nấu bún riêu hoặc là cháo lòng cũng ok. Bây giờ luộc sẵn để nó đừng có bị ra nước đó mọi người. Đó. Rồi rau răm thì để một lát để làm gỏi đu đủ. Đó. Bắp nè, mình mới hâm microwave xong nè mọi người. Mình hâm 5 7 phút 8 phút gì đó. Thịt thì đang rã đông cái thịt nha. Đó, mấy cái đồ ăn là mình chất ra hết rồi nè. Đó. Rồi ớt nữa nè, ớt rồi để mua để ăn sống. Ăn sống hoặc là các hủ tiếu đồ bỏ vô. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm vài cái dĩa để mình bỏ bắp ra. Bỏ mấy cái bắp ra để cúng. Đây nè, bắp nè, đó, dĩa nè. Đây. Lay quay nãy giờ dưới bếp. Đó, giờ bỏ mấy cái bắp ra để cúng ông táo thần tài. Đây nè mọi người, ông táo và ông thần tài của mình ngày hôm nay nè. Thì ngày hôm nay mình sẽ thỉnh ông về để mà phù hộ độ trì cho gia đình ha. Đó, mình có chuẩn bị một ít đồ như thế này. Trái cây nè, thịt quay, bắp, rồi với một cái bánh bông lan, trứng muối ha. Với một bình bông nho nhỏ ở góc này. Trên đây thì có cái cây phát tài ha. Đó, như thế này quý vị thấy vậy, tươm tất chưa, đầy đủ tươm tất chưa. Có ông cóc kế bên ha. Rồi cái này á là cái nhang á, nhưng mà mình không có cái đồ ghim, cho nên mình phải sử dụng cái thanh sắt nè, mình uống mình để đó để cho nhìn nó giống như nó giữ lại được cái đèn á, cái nhang á. Bây giờ mình sẽ rót nước cho ông trước nha, xong rồi một lát mình sẽ thắp hương và mình khấn vái để ông về đây ông ngự trong nhà để phù hộ độ trì cho gia đình được nhiều sức khỏe bình an, và cầu mong cho vạn sự như ý, tiền bạc thì có thể là khấm khá rồi mọi người ha. Ok, bây giờ mình sẽ thắp nhang thôi nha.